trời đâu xuân, xuống trần cứ độ chúng sinh. Ngày xưa hoàng hậu Ma Gia nằm mơ voi trắng bay ngà, sinh ra người đi bảy bước, chân người sen trắng nở hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, thế giới ta bà, thiên thượng thiên hạ, độc tôn duy ngã, đó chính là Đức Phật Thích Ca. Người tên Thái tử Đạt Đa sống trên nhung gấm lụa là, sánh vai cùng nàng công chúa, ngai vàng kế vị vua cha. Một hôm Thái tử đi ra dạo chơi trong cõi ta bà, thấy người sinh lão bệnh tử, khi về lòng những xót xa. Bao đêm người ngồi suy tư, vào ra tâm trí thân thờ, phải tìm con đường giải thoát, đường ấy chính là đi tu. Một đêm người bỏ ra đi, một thân người chẳng mang gì, âm thầm trên lưng ngựa trắng, xa nặc người báo đi về. Bao năm tu trong rừng sâu, mà vương quỳ giữa đôi đầu, tâm người kim cương bất hoại, tìm ra pháp đạo nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chúng sinh trong cõi ta bà, vinh danh chí tôn cao cả, tưng bừng mở hội liên hoa. Kính bạch trên chư tôn thỉnh đức tăng ni, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các phật tử, hân hoan mừng đón Phật đản sinh, bốn bề năm châu toàn hương lành, thôn trên xóm dưới vui mở hội, núi rừng chim hót giữa trời xanh. Kính bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa các vị đại biểu khách quý, đại diện các cơ quan đảng,
chính quyền, mặt trận các cấp, lãnh đạo các sở, ban ngành đoàn thể cùng chính quyền sở tại. Kính thưa quý vị đại biểu hiện hữu trí thức, đạo tràng Việt Nam, kính thưa Phật tử gia cần, kính thưa quý liệt vị, trước hết chúng con thành tâm gửi đến chư tôn hiền đức, chư vị đại biểu tăng ni, khách quý lời vẫn chào cung kính trân trọng nhất. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo tràng, quý đạo tràng Việt Nam, kính thưa Phật tử từ các nơi xa gần, hôm nay có hội về đây, mỗi người là hội đóa hoa vô ưu, góp phần mở hội khai hoa kính dâng lên đàn sinh của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật nhân dịp Phật đản Phật lịch 2560, dương lịch 2016. Kính thưa quý đại diện, những cơn gió mùa hạ nhẹ nhẹ thổi, những cánh sen trong cầm hé nở báo hiệu một mùa Phật đản lại đến với tất cả những người con Phật khắp năm châu, những đứa con thơ dại đang lạc loài giữa biển trần khổ hải, đang dõi mắt hướng lòng hướng về lễ hội Phật đản Phật lịch 2560 với lòng thành kính và hoài niệm đến hình ảnh Phật đản cách đây 26 thế kỷ. Thực vậy, sự xuất hiện của Ngài đối với người con Phật thật thân thương gần gũi và ấm áp an lành. Sự xuất hiện của Đấng Thế Tôn đã được lịch sử nhân loại minh chứng hùng hồn thông qua việc tổ chức khoa học và giáo dục của Liên Hiệp Quốc công nhận đại lễ Phật đản là đại lễ vê sắc quốc tế, đồng thời đã được tổ chức ở Việt Nam vào năm 2008 và 2014. Kính bạch trên chư tôn hiền đức, kính thưa quý vị, sớm nay trời hừng nắng hồng, lời chim yến hót ca trong ngọt ngào, đừng say âm dày dạt dào, hỏi ra mới biết Phật vào cõi hương, hòa cùng với niềm hân hoan bất tận của ngày đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 trên toàn thế giới, đã có lúc trở về trong tâm hồn mỗi người con Phật và trên quê hương Việt Nam của chúng ta, nhà nhà người người đón mừng Phật đản. Cũng trong niềm vui bất tận này, một sự kiện hiếm có lại cũng đang đồng thời diễn ra, đó là lần thứ hai người Phật tử Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng lại được cung đón thức thượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới do Trung tâm Atisca Úc khởi xướng để chúng ta được chiêm bái tôn tượng hình ảnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay Phật giáo tỉnh Ninh Bình từ các địa phương xa gần có hội về đây lắng lòng sửa soạn hương đăng, thiết lập lễ đài, cử hành lễ hội với tất cả tâm thành dâng lên đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật để nguyện cầu cho quốc thái dân an, chúng sinh được lợi lạc, thế giới được hòa bình. Nhân dịp này, các nghệ sĩ, ca sĩ Phật tử mang trong mình dòng máu từ bi và hoan hỷ, làm đài giới hương tị tuệ, kính dâng lên bậc thầy của nhân loại bằng lời ca tiếng hát, những âm hưởng thánh hót trầm hùng, ngợi ca sự vi diệu của Đấng Thế Tôn, từ vô vì chúng sinh mà thị hiện ra đời. Thay lời ban tổ chức, xin hân hoan chào đón quý tôn đức tăng ni, quý vị đại biểu, quý mạnh thường quân, quý thiện hiếu trí thức, đạo tràng Phật tử cùng toàn thể đồng bào Phật tử Việt Nam tín nữ đã đến tham dự chương trình kính mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2560, dương lịch 2016. Chương trình nghệ thuật đặc biệt kính mừng Phật đản hôm nay do Ban Thông tin Truyền thông, Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Ban Truyền thông Chùa Bái Thính giàn dựng, chỉ đạo nghệ thuật VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, âm thanh ánh sáng Đức Thịnh, MC Đại Đức Nguyễn Thành Phú, chỉ đạo giàn dựng Thượng tọa Thích Minh Quang. Và sau đây xin trọng kính mời toàn thể quý vị hãy lắng lòng trong tâm những ca từ cảm xúc, những điệu múa mượt mà kính dâng lên bậc giác ngộ như những cánh sen vàng tinh xương, cho hương hòa trong gió thành tiếng gọi trùng dương, thể hiện niềm hân hoan của những người con Phật nhân dịp đản sinh của Ngài. Để mở đầu cho chương trình nghệ thuật hôm nay, xin kính mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm và điệu múa Lạy Phật Quan Âm do tập thể các cháu thiếu niên đến từ trường Trung học Cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình biểu diễn. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
vầng hào quang đăng hoa đón sáng Thế Tôn ra đời, soi sáng trong muôn loài thoát vòng khổ hải trầm luân. Đó cũng là nội dung của nhạc phẩm Phật Đản Ca, nhạc phẩm lời Lê Minh Hiền biểu diễn. Nghệ sĩ Ngọc Ý xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
MC Thanh Phú xin được gửi tới toàn thể đạo tràng ca khúc Ánh Đạo Vàng của nhạc sĩ Hằng Vang. Xin trân trọng kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thật đặc biệt kính mừng Đại lễ Phật Đản Phật Đản 2556. 2560 dương lịch 2016 hôm nay, xin trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức điệu múa Em Yêu Tổ Quốc Việt Nam do các cháu thiếu niên đến từ trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình biểu diễn. Xin trân trọng cảm ơn và kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
sinh từng bước vào chánh điện, dáng khoan thai uy lực vô cùng, Phật kinh hành đất chuyển trời dung, ôi huyền diệu bước chân giải thoát. Chúng con nhận thấy cái công đức vị đại biểu khách quý đang từng bước an trú trong chánh điện, trang nghiêm trong hầu huỳnh uy tản thoáng, đang từ từ tiến vào lễ đài để chứng minh cho buổi lễ hôm nay. Xin toàn thể đạo tràng chúng ta hãy dâng cao một tràng pháo tay để cung minh chư tôn đức, cung minh quý vị đại biểu có mặt tại lễ ngày hôm nay. Kính bạch chư tôn đức hòa thượng, trước thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa quý vị quan khách, thưa toàn thể đồng bào Phật tử, thời giờ này mười phương chư Phật đã hiện tọa đạo tràng, hồn thiêng sông núi cũng hội tụ về đây. Hình ảnh Đức Phật đản sinh đang thể hiện trang nghiêm trong đại lễ. Chư tôn thiền đức tăng ni, quý vị đại biểu quan khách, quý Phật tử và nhân dân xa gần đã quan lâm đạo tràng. Để đại lễ được thành tựu viên mãn, thay lời ban tổ chức, chúng con xin thành tâm cung thỉnh chư tôn thiền đức, chư vị khách quý cùng toàn thể đạo tràng trang nghiêm khởi thân, niệm hồng danh của sư Thích Ca, cầu gia bị và cử hành nghi thức quốc ca và đạo ca. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức,
Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể hội chúng. Mỗi năm hoa cô yêu lại nở một lần, những người con vật sống ở phương trời nào dù ngôn ngữ bất đồng nhưng luôn chịu trái tim của ngoài chút một nhịp đập hân hoan mừng đón ngày đản sinh của Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni. Hình ảnh của Đức Thế Tôn là một bài ca bất diệt, giáo pháp của Ngài là ngọn hải đăng soi sáng ngàn thu. Những pháp âm tại vườn Lộc Uyển, núi Linh Thiếu thuở nào quả va vỏ mãi đâu đây, pháp âm ấy tỏa sáng muôn phương, thấm sâu vào tâm hồn của những chúng sinh đang khao khát tìm cầu chân lý và hạnh phúc. Ôi Tử Phụ cha lành chung bốn cõi, thương chúng sinh Ngài thì hiện ta bà, diệt khổ đau Ngài đi tìm nguồn cội, cứu muôn loài, cứu muôn loài Ngài vứt bớt khổ, vứt bỏ xa hoa. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, ngược dòng lịch sử cách đây hơn 26 thế kỷ, vào ngày trăng tròn tháng tư âm lịch tại vườn Lâm Tỷ Ni xứ Ấn Độ, muôn hoa mùa nở đón mừng sự kiện hy hữu giữa cuộc đời. Đó là sự ra đời của Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Ngài đã vì lòng thương tưởng chúng sinh, vì sự an lạc hạnh phúc giải thoát cho loài người nên đã xuất hiện ở thế gian này. Về sau, Ngài xuất gia tu hành và thành đạo dưới cội Bồ Đề, hiệu là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo chủ của ba cõi, bậc thầy của chư thiên và loài người. Suốt 49 năm thuyết pháp độ sinh, Ngài đã để lại kho tàng giáo lý vi diệu, hướng dẫn cho con người bỏ tà theo chính, đạt an vui giác ngộ. Ngài đã mang đến cho nhân loại, cho thế giới bức thông điệp của từ bi, trí tuệ, hòa bình và hạnh phúc. Bức thông điệp ấy đã vượt qua các muôn trùng không gian và thời gian để đến với con người hôm nay và mãi mãi mai sau. Đặc biệt cũng nhân sự kiện trọng đại này, ban tổ chức đại lễ long trọng tổ chức lễ bế mạc triển lãm tượng Phật Ngọc Hòa Bình thế giới từ ngày 24 ngày 22 tháng 4 năm 2016. Tôn tượng Phật Ngọc được tôn trí tại chùa Bái Đính để Phật tử thập phương chiêm bái và đỉnh lễ. Và hôm nay cũng là ngày cuối cùng chúng ta được chiêm bái tôn tượng Phật Ngọc tại Ninh Bình. Sau đó tượng Phật Ngọc được cung nghênh về an nghỉ vĩnh viễn tại đại bảo tháp từ bi của nước Úc. Kính bạch sư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, hòa chung không khí hân hoan của nhân dân cả nước đang chứng kiến sự kiện trọng đại của dân tộc kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa thế giới, đặc biệt là chuẩn bị tiến tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong niềm vui chung ấy, những người con Phật trên khắp hành tinh hân hoan đón mừng ngày Đức Phật đản sinh. Hôm nay, ngày 10 tháng 5 năm 2016, nhằm ngày 4 tháng 4 năm Bính Thân, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Chùa Bái Đính, được sự quan tâm của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sự tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các sở, ban, ngành, hữu quan của tỉnh Ninh Bình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp với doanh nghiệp xây dựng sân trường Chùa Bái Đính long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 và bế mạc triển lãm tôn tượng Phật Ngọc Hòa Bình thế giới tại Chùa Bái Đính, và đó chính là lý do trọng thể của đại lễ ngày hôm nay. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư tôn đức, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đạo hữu Phật tử và nhân dân. Hạ về phượng đỏ đường đi, hồ sen vua nở gió đi thay mùa, lao sao lá rụng xuống chùa, đầu non mây trắng đang lùa gió đi, gọi nắng gọi mưa sang mùa Phật đản. Hôm nay là một sự kiện trọng đại thiêng liêng, kính mừng ngày Đức Phật Thích Ca thị hiện tại thế gian. Ban tổ chức đại lễ chúng con được cung đóng chư tôn đức giáo phẩm, đại đức tăng ni, chư vị đại biểu khách quý cùng đông đảo Phật tử và nhân dân thập phương trong tỉnh và ngoài tỉnh về tham dự buổi lễ hôm nay. Vào giờ phút này, trong sự trang nghiêm nơi các hội đạo tràng dưới Phật đài, chúng con xin được cung kính và đảnh lễ thành kính giới thiệu sự hiện diện chứng minh của chư tôn đức. Chúng con thành kính đảnh lễ và giới thiệu sự hiện diện chứng minh của Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh tối cao Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình.
Chúng con thành kính hiển lễ và giới thiệu Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì chùa Mái Đính. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng tọa Thích Tọa Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện chứng minh của chư tôn đức giáo phẩm Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chư tôn đức tăng ni chủ trì các chùa trong tỉnh cùng quang lâm tham dự và gia trì cho buổi lễ ngày hôm nay. Chúng con được cung kính đỉnh lễ và giới thiệu chung. Về phía đại biểu khách quý đến tham dự và chúc mừng đại lễ Phật đản hôm nay, ban tổ chức trân trọng được đón tiếp và giới thiệu hiện diện của ông Mai Văn Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Ninh Bình. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình. Xin được trân trọng giới thiệu ông Ian Green, Chủ nhân Tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, cùng các vị trong các phái đoàn đại diện các tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các sở ban ngành của tỉnh, các quý vị lãnh đạo các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và xã ra sinh sở tại, các cơ quan thông tấn báo chí của trung ương và địa phương cũng về tham dự và đưa tin đại lễ, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chung. Và chúng tôi không thể quên giới thiệu sự hiện diện của đông đảo nhân dân Phật tử và du khách thập phương đã hân hoan về đây tham dự và nguyện cầu cho đại lễ. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của tất cả các quý vị. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy gấp chư thiên xuống hát đàn, có đoàn thiếu nữ hát ca vang, tung hoa ngũ sắc dâng chân Phật, dân tộc mừng reo rộn xóm làng. Kính thưa liệt quý vị, có một loài hoa cao quý chỉ biết hiến dâng cho đời mùi hương siêu thoát, đưa chúng sinh ra khỏi bờ mê để trở về bến giác thương yêu. Đó chính là đóa hoa yêu đàm, vẫn còn soi sáng trong niềm tin yêu tôn kính của muôn loài hoa. Khi xưa Đức Phật đản sinh, chư thiên đã dâng hoa cúng dường Ngài. Ngày hôm nay, chúng con những người đệ tử tu học theo chính pháp của Đức Như Lai với tấm lòng thành kính cũng xin nguyện kết thành đóa hoa mừng ngày Phật đản sinh. Phần dâng hoa cúng dường của các em thanh thiếu niên gia đình Phật tử tuệ nguyện huyện Hoa Lư xin phép được bắt đầu. Yeah.
Phật lịch 2560, Hội đồng chứng huy cũng gửi đến toàn thể các vị Phật tử bức thông điệp quan trọng và tràn đầy đạo lý. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin kính thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lên cung nguyên thông điệp Phật đản của Đức Giáo Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành kính cung thỉnh Hòa thượng. Chúng con thành kính cung thỉnh sư tôn đức, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đạo tràng, chúng ta hoan hỷ trang nghiêm đứng lên chắp tay trước ngực hướng về lễ đài để đón nghe thông điệp Đức Pháp Chủ. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Thích Thanh Đàm, ủy viên thường trực Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Thượng tọa Thích Hoàn Lạc, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Kính bạch chư tôn túc hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni. Kính thưa ông Mai Văn Tất, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy Ninh Bình. Kính thưa ông Phạm Quang Ngọc, trưởng ban tuyên giáo tỉnh Ninh Bình. Kính thưa quý vị đại biểu đại diện cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các sở ban ngành của tỉnh Ninh Bình, huyện Gia Viễn và xã Gia Sinh. Kính thưa toàn thể đạo tràng và các đạo hữu nam nữ cư sĩ Phật tử, chúng tôi xin đọc thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 và Phật lịch 2016. Thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni, cư sĩ, Phật tử và nhân dân đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 dương lịch 2016. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn túc hòa thượng, chư thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni và cư sĩ, nam nữ Phật tử ở trong nước và nước ngoài. Mùa Phật đản 2560 dương lịch 2016, tăng ni Phật tử Việt Nam hòa niềm vui liên gấp bội trong ngày hội của toàn dân tham gia bầu cử Quốc hội khóa 14 của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2011. Thay mặt thường trực Hội đồng chứng minh, tôi gửi tới chư tôn túc hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài lời chúc mừng, đại hoan hỷ, an lạc, thành tựu chư bước đường phụng sự đạo pháp và dân tộc. Kỷ niệm ngày Đức Giáng Sinh là cơ hội để nhân loại xác quyết niềm tin của giáo lý từ bi trí tuệ và hòa bình mà vị đạo sư giác ngộ Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền trao từ cách đây 2600 năm vẫn còn nguyên giá trị và mang lại ý nghĩa cho cuộc đời của hàng triệu triệu người trên thế giới. Với niềm tin vào Phật pháp tăng, con người sẽ vượt qua mọi hoàn cảnh để đến bờ hạnh phúc và an lạc. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị đại biểu, kính mừng Phật đản là một lần nữa chúng ta khẳng định niềm tin bất động đối với ngôi Tam Bảo như trong kinh Tương Ưng Năm Phật đã dạy. Ở đây này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu niềm tin bất động đối với Phật, vì ấy thành tựu niềm tin bất động đối với Pháp, vì ấy thành tựu niềm tin bất động đối với Tăng, vì ấy thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính, niềm tin ấy giống như viên ngọc nào trong nước và dục. Tẩy sạch phiền não, khấu uế nơi tâm thức của mỗi con người, giống như bao viên ngọc tinh luyện nước của
vương hoàng vàng vũ đem xuống nước, khiến cho các vật rắn, đất phù sa, tàu, rong và bùn nhơn đã đọc xuống. Biển nước trở nên trong trẻo, trong suốt, nhìn thấy tận đáy. Chính vì thế, khi đức tin xuất hiện, mọi trở ngại bị loại bỏ, tha hóa lắng đọng xuống. Tinh nhiệt để trả lại yên tĩnh cho tâm hồn, tâm được tinh nhiệt tạo, ước muốn một gia đình bậc thánh luôn tưởng như bố thí, giữ gìn giới luật, thực hiện những nhiệm vụ Bồ Tát. Và khỏi sự tiến tu đạo nghiệp tham thiền, chính vì vậy trạng thái của đức tin được biết đến như một chất tẩy uế đưa đến sự trong sáng của tâm. Trích trong chú giải bộ pháp tụ. Và cũng với tinh thần niềm tin trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, tin là gốc của đạo, là mẹ của sinh ra các công đức. Thật vậy, với một niềm tin trong sáng, tích cực, chính tín là động lực thiết yếu khích lệ phát huy điều tốt nơi con người, đưa đến sáng tạo, phát huy trí tuệ và dẫn đến hạnh phúc cho mình, cho người và cho cả nhân loại. Thành tựu 35 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được tiếp nối truyền thống hàng nghìn năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc. Cũng chính là sự đặt niềm tin của giáo hội các cấp, các sơn môn, hệ phái, tăng ni Phật tử và ngôi Tam Bảo vào ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng tăng ni Phật giáo Việt Nam không ngừng tinh tiến tu tập, trau dồi giới định tuệ, giữ gìn truyền pháp môn tu tập tinh hoa của Phật giáo Việt Nam, đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tập chứng nghiệm tâm linh của xã hội, đặt niềm tin vào đạo Phật trong thời đại mới. Với tinh thần như thế, nhân mùa Phật đản, Phật lịch 2560 dương lịch 2016, tôi đặc biệt mong muốn toàn thể tăng ni Phật tử Việt Nam, với tâm nguyện và trách nhiệm tri ân của những người con Phật, mỗi người bằng những hành động thiết thực nhất, hãy bảo vệ môi trường bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu đang đe dọa đời sống của chính chúng ta. Thực hành lời dạy của Đức Phật trong Kinh A Hàm, Phẩm Kinh Lâm: Tỳ kheo nương vào khu rừng để ở, vì ấy nghĩ rằng ta nương vào khu rừng này để ở, chưa có chính niệm sẽ được chính niệm, tâm chưa được định sẽ được định, nếu chưa được giải thoát sẽ được giải thoát, các đầu chưa diệt tận sẽ được diệt tận, chưa chứng đắc niết bàn an ổn vô thượng thì sẽ chứng đắc niết bàn, vân vân. Này các tỳ kheo, phải bảo vệ môi trường tự nhiên trong sạch, hãy cùng nhau làm cho môi trường xung quanh chúng ta xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn. Nguyện cầu ánh sáng từ bi trí tuệ của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật soi khắp muôn nơi trên đất nước, trái đất, xua tan đi nỗi sợ hãi của khủng bố, rình rập của chiến tranh đe dọa, của thiên tai do biến đổi khí hậu tàn phá, làm cho thế giới hòa bình, chúng sinh được an lạc. Kính chúc quý vị một mùa Phật đản trọn vẹn, niềm vui, hoan hỷ và viên mãn. Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng giáo Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã ký xin trân trọng. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con được thành kính đỉnh lễ để tri ân Đức Hòa thượng đã thay lời cho chư tôn đức hòa thượng hội đồng chứng minh trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp Chủ. Chúng con thành kính tri ân công đức hòa thượng. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội chúng, để dâng lên cúng dường chư Phật nhân ngày giảng sinh và cúng dường chư tăng, cũng như gửi tới quý vị đại biểu khách quý và toàn thể đạo đức Phật tử những lời ca tiếng hát để dâng lên cúng dường. Và giờ này xin được trân trọng giới thiệu ca sĩ Hùng Thanh, biên tập viên đài truyền hình Quốc hội, sẽ lên gửi tới chư tôn đức và quý vị đại biểu ca khúc
ngày rằm tháng tư, xin toàn thể đạo tràng chúng ta dâng một tràng pháo tay để chào mừng ca sĩ Hùng Thanh. Con kính cẩn quỳ dưới chân Từ Phụ, tâm hồn con thấm đượm đức ân người. Con xin sống cuộc đời an trú trong yêu thương Ngài ban giải muôn nơi. Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể hội chúng, tiếp theo chương trình ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể đạo tràng hãy nắm lòng thanh tịnh lắng nghe diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tới toàn thể tăng ni Phật tử ở trong nước và nước ngoài. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình lên tuyên đọc. Cung kính giới thiệu và kính thỉnh Thượng tọa. Kính bạch Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh tối cao Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Kính bạch Hòa thượng Thích Thanh Hiếu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Viện chủ chùa Bái Đính. Kính bạch chư tôn hiền đức tăng ni, kính thưa ông Mai Văn Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình, kính thưa ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình, kính thưa chư vị đại biểu, khách quý đại diện cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận và các sở ban ngành tỉnh Ninh Bình, các huyện thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, kính thưa các đạo hữu Phật tử. Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Nhân dân Nhân dân, xin gửi tới chư tôn giáo phẩm, chư tôn hiền đức tăng ni, chư vị đại biểu khách quý nhân mùa Phật đản được tràn đầy niềm vui trong ánh từ quang của Đức Phật. Và sau đây xin được thay mặt ban tổ chức đọc diễn văn Phật đản Phật lịch 2560, dương lịch 2016 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni, kính thưa chư vị đại biểu quan khách, kính thưa quý vị cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, kính thưa quý hiệp vị, chúng ta đang sống trong những ngày tháng năm lịch sử, tháng mà hàng triệu tăng ni tín đồ Phật giáo trên thế giới tưng bừng kính mừng đại lễ Vê Sắc, đại lễ tam hợp kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni thuộc xứ Ấn Độ cổ đại. Nay là Lê Ban cách đây 2640 năm về trước. Thời khắc trăng tròn tỏ ràng, Đức Phật đản sinh là một sự kiện trọng đại thiêng liêng, một sự kiện hy hữu của toàn nhân loại. Ngài là bậc đạo sư giác ngộ tỏa ánh, sáng năng lượng, xóa tan màn vô minh của xã hội phân hóa giai cấp giàu nghèo và bất công mà căn nguyên bởi tại lòng tham sân si của con người. Vì giáo lý trong sáng và toàn biết của Ngài là suối nguồn từ bi trí tuệ đưa con người đến một đời sống hướng thượng đầy tình yêu thương và vô ngã. Thấm nhuần hương vị giải thoát giác ngộ, Kinh Linh A Nga có ghi một chữ sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trong thế gian này vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Đó là Đấng Như Lai chính đẳng chính giác. Sự kiện Đức Phật đản sinh là bức thông điệp hòa bình, hạnh phúc, thương yêu, mở ra con đường mà tự thân mỗi người phải vượt qua sự cám dỗ và chi phối của tham ái để tiến đến cảnh giới giác ngộ.
đó chính là con đường tu tập giới định tuệ hướng đến sự an lạc, giải thoát là lẽ đích thực và cứu cánh của cuộc đời và cuộc đời hướng thượng. Hôm nay tăng ni Phật tử Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức đại lễ Phật đản ngày Đức Phật đản sinh Phật lịch 2560 dương lịch 2016 trong niềm hoan hỷ vô biên hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam 1981-2016, đặc biệt là cùng với nhân dân đồng bào cả nước tích cực tham gia vào kỳ bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công rực rỡ. Nhìn lại chặng đường lịch sử 2000 năm, Phật giáo Việt Nam tự hào thời kỳ vàng son lý trần với những vĩ nhân lịch sử như vua Lý Công Uẩn và Phật Hoàng Trần Nhân Tông và biết bao những vị thiền sư đại trí đã đứng ra giúp nước cứu đời, hộ quốc an dân. Quả thật biết đức Phật đã dạy các đệ tử trong kinh Đại thừa bản sinh tâm địa quán, thiền nam mật tử, ơn của thế gian và xuất thế gian có bốn bậc: một là ơn cha mẹ, hai là ơn tam bảo, ba là ơn quốc vương, bốn là ơn chúng sinh. Ơn quốc vương vì làm chủ một quốc gia đất nước là người có đủ phúc đức tối thắng, vì ấy là người có phúc đức tối thắng hơn hết phúc đức của chúng sinh, vì ấy là đại thánh vương dùng chính pháp giáo hóa khiến chúng sinh trong đất nước đều được yên vui. Thánh vương lấy pháp luật trị nước làm lợi ích cho chúng sinh cũng như vậy. Như mặt trời soi sáng thế gian, thánh vương thường quan sát thiên hạ đem lại sự yên vui cho nhân dân. Nếu quốc vương đem chính pháp giáo hóa đáng sự khủng bố sẽ không xâm nhập vào trong nước được. Đó là sự xâm lược của nước ngoài phản nghịch trong nước, ác quỷ tầm bệnh, đất đai khô hạn, nhân dân thiếu đói, gió mưa trái thời, gió mưa quá thời, nhật thực, nguyệt thực và tinh tú kỳ lạ xuất hiện. Vì đại thánh vương trong nước coi quần sinh con một, tâm ủng hộ họ hàng ngày đến không rời. Trong mùa Phật đản năm nay, chúng ta tin tưởng và chào mừng thế hệ lãnh đạo mới của đất nước sẽ tiếp tục có nhiều động lực tạo cho đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam luôn phát triển ổn định, bền vững, thịnh vượng trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư vị đại biểu khách quý, kính mừng ngày đản sinh của Đức Từ Hồ năm nay, tăng ni Phật tử Việt Nam, các ban viện trung ương, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các cấp tích cực trong công tác Phật tử ích đạo nở đời là năm bản lề, nỗ lực hoàn thành chương trình Phật tử của Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 7 tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 8 vào năm 2017. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành phố trong cả nước chỉ đạo việc tổ chức Đại hội Phật giáo cấp quận huyện thị xã thành phố trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội Phật giáo cấp tỉnh thành phố là một bước đổi mới trong cải cách hành chính giáo hội. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đồng bào Phật tử, trong không khí hân hoan kính mừng ngày Phật đản sinh, tôi cũng mong muốn các cấp giáo hội, các địa phương sẽ có nhiều hoạt động Phật sự sáng tạo thiết thực chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hưởng ứng lời hiệu triệu trong thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam bằng những kế hoạch và hành động cụ thể tích cực tham gia chương trình đã ký kết với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng thế giới hòa bình,
định làm cho hành tinh chúng ta nhân ngày đản sinh của Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Kính chúc quý vị một mùa Phật đản vô lượng các đường, thành đều viên mãn các Phật sự cũng như thế sự trong hào quang gia hộ của chư Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tán Đại Chứng Minh. Trân trọng cảm ơn. Thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính tri ân công đức của thượng tọa. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư tôn đức, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể quý vị hiện diện trong buổi lễ ngày hôm nay. Và giờ này xin toàn thể đạo tràng chúng ta hãy dâng cao một tràng pháo tay để chào mừng ca sĩ Tân Nhàn với ca khúc Ninh Bình Quê Mẹ. Xin trân trọng kính mời. Oh.
Kính bạch chư tôn đức giáo phẩm, kính thưa chư vị đại biểu khách quý, đưa toàn thể đạo tràng, thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, nhân kỷ niệm ngày đàn sinh của đức tử thủ Thích Ca Mâu Ni, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình và doanh nghiệp xây dựng xuân trường đã dành 240 xuất quà trị giá 240 triệu đồng thân tặng tới các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập thuộc 8 huyện thành phố trong toàn tỉnh. Phần nào động viên các em trong ngoan học giỏi, mong rằng các em sẽ là những chủ nhân tương lai của đất nước. Và giờ này chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu, các em của các huyện thành phố. Xin được mời lên sân khấu các em của huyện Kim Sơn, Nho Quan, thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp. Kính thưa quý vị hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni,
hòa bình, đoàn kết hữu nghị, nhân văn của đạo Phật, vì hạnh phúc của chúng sinh, vì hòa bình của đất nước và nhân loại. Kính mừng Phật đản, hôm nay lịch sử hơn 2000 năm của Phật giáo Việt Nam, chúng ta đều thấy rằng đoàn kết và hợp, hòa nhập sâu sắc về nhiều mặt truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, gắn bó đồng hành cùng dân tộc suốt quá trình lịch sử từ nước và dân nước, luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động Phật tử, tăng ni Phật tử, là nền móng vững chắc để xây dựng phong trào chung Phật giáo Việt Nam, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Các bậc cao tăng và những người công Phật chân chính luôn lấy việc tinh tiến tu hành, chúng sinh phục sự tổ quốc, bảo vệ hòa bình là mục tiêu hướng tới. Qua đó là có bạn đời hòa hợp, nhân duyên thuận lý, góp phần xây dựng cuộc sống an lạc. Là một trong những địa phương được tiếp nhận nền văn hóa Phật giáo từ rất sớm, là nơi còn lưu giữ rất nhiều dấu tích về sự phát triển của Phật giáo Việt Nam, nối tiếp truyền thống lịch sử của Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ huy mình và các vị chi tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni tín đồ Phật tử luôn phát huy tinh thần vượt qua vạn trụ với phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Giáo hội và các tông đình đã tăng cường củng cố tổ chức, tăng cường cơ sở vật chất, chú trọng đào tạo tăng ni bằng phương chính pháp, thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng chùa tín niệm về an ninh trật tự, hướng dẫn tăng ni vận động tín đồ Phật tử sống theo giáo lý của Phật giáo, chấp hành pháp luật nhà nước, làm tròn nghĩa vụ công dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết công giáo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhất là từ thiện, giúp đỡ người già, người neo đơn, trẻ em tàn tật, mồ côi, người gặp hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thành công nhiều hoạt động hội thảo khoa học, triển lãm Phật giáo hòa bình thế giới, đón tiếp đoàn khách trong nước và quốc tế đến giao lưu, trao đổi về Phật sự. Những kết quả công tác Phật tử xã hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các vị chi tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni tín đồ Phật tử đã góp phần cùng các cấp chính quyền trong việc phát triển kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh. Đặc biệt cũng vào thời gian này năm 2014, giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã phối hợp đăng cai tổ chức thành công đại lễ Phật giáo Trung Quốc tại chùa Bái Đính và ra tuyên bố chính mình. Các hoạt động đó đã góp phần nâng cao vị thế vai trò của giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam và của tỉnh Ninh Bình với bạn bè quốc tế, đồng thời là minh chứng sinh động tư tưởng nhân thế tích cực thích đạo mọi đời trong giáo lý của Phật đản, khẳng định sự gắn bó tách rời giữa đạo pháp và dân tộc. Nhân dịp này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi xin được trân trọng ghi nhận biểu dương và chúc mừng những kết quả hoạt động của giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình và các vị chi tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni tín đồ Phật tử của tỉnh đã đạt được trong năm vừa qua. Kính thưa quý vị đại biểu, kỷ niệm đại lễ Phật đản năm nay cũng là dịp triển lãm được Phật giáo hòa bình thế giới được tổ chức tại chùa Bái Đính. Đây là con đường Phật Thích Ca Mâu Ni bằng ngọc tài lớn nhất thế giới đã được triển lãm tại chùa Bái Đính từ ngày 22/4/2016 đến nay để phục vụ đông đảo tăng ni tín đồ Phật tử và nhân dân đến chiêm bái thể hiện thành kính trước Phật cầu nguyện cho thế giới hòa bình, quốc thái dân an, chúng sinh an lạc. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể tín đồ Phật tử và nhân dân, trong thời gian tới giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh còn nhiều hoạt động lớn cần tập trung triển khai thực hiện như chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đại biểu giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021, tiến tới đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2017-2022, tổ chức tăng cường kết hạ vu lan báo hiếu phối hợp với trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức thành công diễn đàn Phật giáo ASEAN tại chùa Bái Đính vào quý tư năm 2016, chủ động hướng dẫn tăng ni tín đồ Phật tử tích cực hưởng ứng lời hiệu triệu thông điệp của Pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni cư sĩ Phật tử nhân dịp đại lễ Phật đản tháng này 2560 dương lịch 2016. Bằng những hành động cụ thể thiết thực trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt ngày 22/5/2016 tới đây là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
ban nhân dân ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình có lãng hoa xin chúc mừng đại lễ Phật đàn và chúc mừng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Sau đây xin mời đại diện ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đến đoàn lãng hoa. Xin chào đại diện. Xin chào đại diện. Chúng ta cái dân ca một tràng bó tay để chúc mừng cho đại lễ ngày hôm nay và xin trân trọng cảm ơn ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc các ban ngành tỉnh Ninh Bình đã có lãng hoa tươi đẹp để chúc mừng đại lễ Phật đàn ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Và các điểm xây dựng sân trường có món quà rất ý nghĩa thân tặng đến ông Giang và Linh. Xin mời ông Giang và Linh hoan hỉ lên đón nhận món quà do ban tổ chức trao tặng và xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Trường, giám đốc doanh nghiệp xây dựng sân trường thay mặt ban tổ chức lên trao tặng món quà cho ông Giang và Linh. Xin trân trọng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đạo hữu Phật tử, nhân dân xa gần và du khách thập phương. Hàng năm cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, khi mùa hoa sen nở nát hương thơm, báo hiệu mùa Phật đản lại về đối với những người con Phật trên khắp hành tinh. Đại lễ Phật đản là một trong những đại lễ quan trọng của tăng ni tín đồ Phật tử trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Thực hiện thông bạch Phật đản vào lịch 2560 dương lịch 2016 của Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hôm nay ngày 10 tháng 5 năm 2016, tức ngày 4 tháng 4 năm Bính Thân, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, chùa Bạch Đình và doanh nghiệp xây dựng sân trường long trọng tổ chức ngày giảm sinh lần thứ 2640 của Đức Thích Ca Tử Phụ và lễ bế mạc triển lãm tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế chùa Bạch Đình. Kỷ niệm ngày ra đời của Đức Thích Ca Tử Phụ và triển lãm tôn tượng Phật Ngọc là dịp để tăng ni Phật tử chúng ta cùng chiêm nghiệm về cuộc đời hoằng hoắc, lời sinh vĩ đại của Ngài, đồng thời cũng là dịp để ôn lại truyền thống Phật giáo ngàn đời của dân tộc Việt Nam, phát huy tinh thần phục vụ chúng sinh, tức là cùng giảng chư Phật và thực hiện phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, góp phần xây dựng ngôi nhà xã hội ngày càng trang nghiêm vững mạnh trong lòng dân tộc. 35 năm thống nhất Phật giáo là thời gian không dài nhưng cũng đủ để giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định được vị thế của mình cùng sự đóng góp không nhỏ trong việc phát triển xã hội trong thời đại mới. Đại lễ Phật đản vào lịch 2560 dương lịch 2016 và triển lãm tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới đã được thành tựu viên mãn. Thay mặt ban tổ chức đại lễ, chúng con xin thành kính tri ân và cảm tạ chư tôn đức giáo phẩm, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, quý vị lãnh đạo đại diện các tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các sở ban ngành của tỉnh Ninh Bình. Xin cảm ơn quý vị lãnh đạo các
huyện, thành phố trong tỉnh và chính quyền sở tại, tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Ninh Bình đã hỗ trợ trong việc tổ chức trao quà cho 204 em học sinh trên địa bàn tỉnh. Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã hỗ trợ về mọi mặt cho đại lễ và trong suốt quá trình triển lãm tôn tượng Phật Ngọc Hòa Bình thế giới. Công ty Anh Đức Ninh Bình đã cung toàn bộ số nước uống cho đại lễ. Công ty Hùng Quách, doanh nghiệp xây dựng phẩm Phú Duyên đã cung hoa trang trí hội trường. Các cơ quan thông tấn báo chí trung ương của tỉnh đã về dự và đưa tin buổi lễ trọng thể này. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các quý vị trong ban quản lý, các tổ nhóm đang làm việc tại chùa Bái Đính, các tín đồ Phật tử và nhân dân xa gần đã về tham dự đại lễ ngày hôm nay. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý vị mạnh khỏe, bình an, thân tâm thường lạc và sự cát tường như ý. Mặc dù ban tổ chức đã cố gắng tổ chức đại lễ thành công, song trong thời gian hành lễ chắc chắn không tránh khỏi điều sơ xuất. Kính mong chư tôn đức cùng quý liệt vị nhiệt tình hoan hỷ, kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Tri ân công đức của tần đoàn Thích Minh Quang có chủ trì chùa Bái Đính đã có đơn mời cảm tạ tới chư tôn đức và quý vị đại biểu khách quý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội chúng, vào giờ này là giờ vô cùng thiêng liêng và trang trọng nhất, chúng con thành kính tình lễ và xin được cung kính giới thiệu chư vị chúng ta lên dâng hương cầu nguyện và tắm Phật. Vào giờ phút này, mười hương trên Phật đã sẵn ứng đàn tràng, hồn tiên sông núi đã hội tụ về đây, và cũng là giờ mong đợi nhất những người con Phật, đó là khoảnh khắc được lấy nước trên đàn thắm lên kim thân của Đức Từ Phụ. Chúng con thành kính cung tỉnh Hòa Thượng Thích Thanh Đàn, Hòa Thượng Thích Thanh Diệu, Hòa Thượng Thượng Tọa Thích Phật Đàn, Thượng Tọa Thích Thanh Tịnh, ông Mai Văn Quốc, ông Phạm Quang Ngọc, ông Nguyễn Văn Trường và bà Phạm Gia. Chúng ta đồng tiến lên lễ đài để cử hành nghi thức tắm Phật, dâng hương và tắm Phật. Phật tôn xin kính thường bằng mạng đạo.
đạn xanh, em theo mẹ đi lễ chùa, lòng em như hoa sen thắm kinh thành rừng đức phụng sư, cầu xin Phật tổ ban lành cho con khôn lớn học hành chăm ngoan, cầu xin mưa pháp rưới ban cho muôn hoa nở cho con nên đàn xanh. Em theo mẹ đi lễ chùa, mười phương văn hoan ca hát, phước lành cho khắp chân gian, cầu xin Phật tổ ban lành, nơi nơi nó ấm nhà nhà yên vui, nhờ nương ơn Đức Thế Tôn, quê hương đất nước mãi luôn thanh bình. Nam mô Thích Ca Mâu Ni.